Kính thưa hội nghị, trước hết là tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi và tạo điều kiện cho tôi để trao đổi về một cái chủ đề, đó là cái quan điểm điều trị ngoại khoa trong sẹo hẹp khí quản. Thì bố cục bài báo cáo của tôi sẽ có mấy phần. Thứ nhất là tôi sẽ trình bày đại cương về sẹo hẹp khí quản. Và thứ hai là các cái kỹ thuật điều trị sẹo hẹp khí quản. Và tôi sẽ nói sâu về cái phẫu thuật điều trị sẹo hẹp khí quản, trong đó là có các cái phần chỉ định, chống chỉ định, các kỹ thuật mổ, về kết quả của bàn luận, và sau đó thì sẽ là phần kết luận, tức là những cái thông điệp. Về đại cương sẹo hẹp khí quản thì chúng ta đều biết rằng là đây là một cái biến chứng rất nặng của đặt nội khí quản cũng như là mở khí quản, có nguy cơ tử vong cao do siêu hấp cấp và có thể dẫn đến tàn phế, ví dụ như là bệnh nhân phải mở khí quản vĩnh viễn. Cái biến chứng này thì nó tùy theo các cái nghiên cứu trên thế giới, thì nó có tỷ lệ từ 1 cho đến 2% sau đặt khí quản và mở khí quản kéo dài. Và trong cộng đồng thì tính chung thì một số các cái nghiên cứu thì đã cho thấy nó có khoảng tỷ lệ nó khoảng độ 4,9 trường hợp trên 1 triệu dân một năm. Có nghĩa là cái số lượng cũng tương đối lớn với cái dân số Việt Nam chúng ta khoảng độ 100 triệu dân, thì chúng ta có thể ước lượng vài trăm trường hợp một năm. Về triệu chứng và tiên lượng thì khi cái tổn thương sẹo hẹp trên 50% khẩu kính thì sẽ gây các cái triệu chứng. Đầu tiên là các cái khó thở, khó thở, triệu chứng là khó thở rít thanh quản, và những cái suy hô hấp, viêm phổi, và đặc biệt cái nguy cơ của nó ngoài cái suy hô hấp do một cái tổn thương hẹp cố định thì một cái biến chứng rất là nguy hiểm, đó là những cái siêu hấp cấp do tắc đờm rãi, thì là bệnh nhân cái chỗ hẹp nó cản trở cái việc mà ho khạc của bệnh nhân, cho nên là những cái trường hợp mà siêu hấp cấp thường là do những cái tắc đờm rãi của bệnh nhân và dẫn đến cái biến chứng là tử vong nếu như không được xử lý kịp thời. Các cái vị trí giải phẫu của sẹo hẹp khí quản chúng tôi xếp ra thành hai vị trí, thứ nhất là ở trên khí quản từ cao xuống thấp, và thứ hai là hẹp dưới thanh môn. Cái hẹp khí quản chiếm khoảng 77%, và các cái trường hợp hẹp dưới thanh môn thì khoảng 23% theo các cái nghiên cứu lớn của các cái tác giả như là Matheson hoặc là Grillo. Về cơ chế hẹp thì nó có những cái cơ chế hẹp là hẹp do bóng chèn, độ 36,5%, hẹp tại vị trí lỗ mở và là khoảng 43,1%, những cái tổn thương kết hợp mà không xác định và chiếm khoảng 20,4%. Kết hợp có nghĩa là gì? Tổn thương kết hợp do sẹo hẹp cộng với cả sẹo lỗ mở hoặc là do cái vị trí đầu ống. Về cơ chế và tổn thương giải phẫu bệnh thì nó liên quan đến bốn cái vị trí tổn thương. Vị trí tổn thương thứ nhất là cái tổn thương hẹp dưới thanh môn, là cái cơ chế của nó là do quá phát tổ chức học, hạt do tổn thương cơ học. Vị trí thứ hai là cái hẹp ở vị trí lỗ mở khí quản, hay còn gọi là stromal stenosis, là cái vị trí thứ hai. Cái vị trí thứ ba mà hay gặp nhất đó là tổn thương sẹo hẹp do sau thiếu máu do cái bóng chèn và cuff, và cái vị trí là hẹp ở vị trí đầu ống ở nội khí quản hoặc là vị trí cannula. Thì cái cơ chế sẹo hẹp dưới thanh môn ấy, thì do nó có cái cơ chế là tổn thương cơ học là chính, thì vị trí sụn nhẫn là cái vị trí mà hẹp nhất ở trên đường thở, thì nó gây nên có những cái cơ chế tổn thương, ví dụ như là do viêm sùi lét do ống nội khí quản quá quá lớn, thì cái đường kính ở chỗ sụn nhẫn thì nó thường chỉ khoảng độ 12 mm thôi, thì những cái ống nội khí quản lớn là nó có thể gây tổn thương trực tiếp ở cái vị trí hạ thanh môn, ở vị trí sụn nhẫn. Cái thứ hai là cái tổn thương sụn nhẫn do ở màng nhẫn giáp do cái mở khí quản quá cao cũng gây tổn thương ở cái vị trí này. Và cái thứ ba là cái tổn thương kết hợp với tổn thương cuff của ống nội khí quản, tức là cái vị trí nội khí quản nó hơi cao, nó tùy ở vị trí của khí quản ngay dưới sụn nhẫn. Và cái đặc điểm của cái tổn thương vùng hạ thanh môn này là một cái tổn thương có thể là khu trú hoặc là toàn bộ chu vi, nhưng mà đây là một tổn thương không xuyên thành, có nghĩa là một cái tổn thương nó không ăn hết cái bờ cái chu vi của và bề dày của cái đường thở ở cái vị trí này, và cái đường kính ngoài của cái tổn thương này là nó vẫn giữ nguyên. Thì ở cái hình
hình minh họa ở đây ấy, thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái tổn thương hạ thanh môn kết hợp với cái tổn thương của một cái lỗ mở khí quản. Cái vị trí đây là cái tổn thương dày lên của cái thành sụn, chỗ sụn nhẫn, và cái ngay ở phía dưới nó là cái tổn thương của cái thành khí quản do cái lỗ mở khí quản nó mất cái thành sụn ở phía trước và nó gây co kéo thành bên lại, nó làm cái hẹp của lòng khí quản. Đây là cái cơ chế sẹo hẹp do lỗ mở khí quản. Thì nó có mấy cái cơ chế. Thứ nhất là tổn thương tổ chức hạ quá phát do lưng canin nó tì vào. Cái thứ hai là cái tổn thương mất cái thành trước của khí quản, nó gây sẹo hẹp do co kéo khi liền sẹo. Như chúng ta thấy ở đây là cái tổn thương khi mà chúng ta mở khí quản thì cắt cái phần trước, cái sụn thành trước của khí quản, và khi liền lại thì hai bên nó co kéo lại thì nó gây sẹo hẹp. Và một cái đặc điểm của cái rất là quan trọng của cái tổn thương này, đấy là cũng là tổn thương không chiếm toàn bộ chu vi của thành khí quản và không xuyên thành, có nghĩa là cái tổn thương nó không hết cả cái bề dày của khí quản, và tổn thương nó không phải toàn bộ chu vi mà nó thường chỉ là mặt trước hoặc là mặt lưng của cái lỗ mở khí quản thôi. Nhưng mà cái kết hợp cái tổn thương này thì nó có thể kết hợp với những tổn thương khác, ví dụ như tổn thương hạ thanh môn, tức là khi chúng ta mở khí quản quá cao thì nó gây tổn thương ở phía ngay phía chỗ sụn nhẫn hoặc là màng nhẫn giáp, hoặc là nó có thể kết hợp với cái tổn thương do cuff của chính cái canin mở khí quản này, hoặc là nó có thể kết hợp với cái tổn thương do cái đầu ống của cái canin này nó tì vào, nó gây một cái tổn thương ở ngoại vi. Cái sẹo hẹp, cái cơ chế sẹo hẹp thứ ba là cái cơ chế sẹo hẹp do cái bóng chèn, gọi là do cớp. Thì cái tổn thương này nó gây thiếu máu và gây tổn thương xuyên thành và toàn bộ chu vi. Đây là một cái đặc trưng của cái tổn thương do cớp. Xuyên thành có nghĩa là gì? Tức là cái tổn thương nó gây thiếu máu toàn bộ thành khí quản, và nó sẽ gây thoái hóa. Đầu tiên là cái thoái hóa về nhuyễn hóa, sau đó là nó sơ hóa, thì nó làm hẹp. Thì nó có hai cơ chế. Thứ nhất là nó tạo những cái tổn thương sơ sẹo ở trong, nó dày cái niêm mạc lên, nó gây hẹp. Cái thứ hai là tổn thương co kéo cái thành niêm mạc ngoài khí quản, có nghĩa là gì? Nó hẹp cả cái đường kính ngoài và đường kính trong. Và cái tổn thương này ở trên hình ảnh X quang, hoặc là khi mà mổ ra thì nó trong lòng của cái khí quản này nó có tổn thương là cái dạng đầu cục cát. Như ở đây là cái hình minh họa, là chúng ta thấy rằng là đây là cái tổn thương mà nó, chúng ta nhìn thấy là nó tổn thương toàn bộ các cái bề dày của khí quản, và cái phía trong lòng là cái tổn thương quá phát nội mạc rất là rõ. Và đại cương ấy, thì các cái tổn thương thì đơn lẻ thì thường là dài trung bình là 1,5 cm, và cái đoạn cắt khí quản thì không quá 3 cm. Tức là những cái tổn thương do một cơ chế gây nên thì nó thường là nó rất là ngắn, và cái đoạn cắt khí quản thì cũng không quá dài. Tuy nhiên các tổn thương này có thể kết hợp với nhau tạo thành những cái tổn thương đa tầng, là những cái tổn thương khó khăn trong điều trị. Ví dụ những cái tổn thương mà hẹp dưới thanh môn kết hợp với tổn thương do cớp, hoặc là cái tổn thương hạ thanh môn kết hợp với tổn thương do lỗ mở khí quản, hoặc là những tổn thương lỗ mở khí quản kết hợp với bóng chèn, tổn thương bóng chèn kết hợp với cái tổn thương do đầu ống, hoặc là tổn thương do cớp ở nhiều vị trí. Ví dụ như là khi mà chúng ta đặt nội khí quản nhiều lần, phải thay nội khí quản nhiều lần mà lại mỗi lần lại ở một cái vị trí độ sâu khác nhau, thì nó sẽ gây những tổn thương nhiều vị trí như vậy. Về các kỹ thuật điều trị sẹo hẹp khí quản thì nó tự chung thì nó có hai cái phương pháp chính, đó là cái phương pháp điều trị can thiệp mà trong lòng khí quản và điều trị can thiệp, là cái endoluminal treatment, và cái thứ là nó bao gồm các biện pháp của các nhà nội khoa can thiệp là nong chỗ hẹp nhiều lần kết hợp với tiêm các cái chất ức chế phát triển tổ chức hạt, hoặc là đốt sẹo hẹp bằng điện đông bằng nhiều các cái nguồn năng lượng, ví dụ như điện đông áp lạnh và laser kết hợp với các cái stent silicone tự giãn nở hoặc là các cái stent kim loại. Và cái phương pháp điều trị thứ hai, một cái mảng lớn thứ hai, đó là cái phẫu thuật tái tạo khí quản. Về cái phẫu thuật điều trị sẹo hẹp khí quản thì sẽ nói về các cái chỉ định, chống chỉ định, các kỹ thuật cũng như là kết quả của chúng ta. Về một cái phương pháp điều trị thì bao giờ chúng ta cũng nên phân tích ba cái yếu tố lớn. Nhất là cái tính khả thi, thứ hai là cái tính an toàn, và cái thứ ba là cái tính hiệu quả của cái phương pháp. Về chỉ định thì nó rất là chung thôi, tức là gì, tất cả những cái sẹo hẹp trên 50% đường kính khí quản gây nên triệu chứng thì đều có chỉ định
đấy là chỉ định. Tuy nhiên cái chống chỉ định của phẫu thuật mới là cái chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm. Cái chống chỉ định đầu tiên quan trọng nhất của cái điều trị phẫu thuật đó là gì? Bệnh nhân không có khả năng phối hợp sau mổ. Có nghĩa là gì? Những bệnh nhân mà thể trạng quá yếu hoặc đặc biệt là những cái bệnh nhân mà bị tai biến mạch não hoặc là chấn thương sọ não, những bệnh nhân không tỉnh táo, không có khả năng phối hợp sau mổ, thì đấy là những cái bệnh nhân mà sau mổ thì cái chất lượng sống của bệnh nhân cũng không được cải thiện, đồng thời cái khả năng mà để mà phối hợp ví dụ như là để ho khạc phục hồi chức năng sau mổ bệnh nhân không làm được thì rất nguy cơ rất cao, nên đây là một cái chống, đối với chúng tôi đây là một cái chống chỉ định tuyệt đối những bệnh nhân không tỉnh táo và không có khả năng phối hợp. Thứ hai là những bệnh nhân đang có thông khí nhân tạo và có nguy cơ phải thông khí nhân tạo kéo dài sau mổ. Ví dụ những bệnh nhân mà cũng đang chẳng hạn như là đang phải hồi sức và đang phải thở máy hô hấp nhân tạo qua cái lỗ mở khí quản qua con niên, nhưng mà cái nguy cơ hoặc là cái bệnh lý nền mà làm cho bệnh nhân phải thông khí nhân tạo kéo dài này không giải quyết được dứt điểm, thì hoặc là những cái bệnh nhân mà suy tim rất nặng và hoặc là những cái bệnh nhân mà có cái chức năng hô hấp do cái bệnh lý của hệ hô hấp mà làm cho bệnh nhân phải thông khí nhân tạo kéo dài và đồng thời cái nguyên nhân đó nó tiếp tục duy trì sau mổ, thì đây cũng là một cái chống chỉ định. Thứ ba là một cái tổn thương thể khép dây thanh cả hai bên, là những cái tổn thương nó phối hợp như thế này thì sau khi cắt nội khí quản bệnh nhân có liệt thể khép thì bệnh nhân cũng không thể thở được, cho nên đây cũng là một cái chống chỉ định. Nữa là tại chỗ đang có nhiễm trùng hoạt động thì cũng là một cái chống chỉ định, ví dụ như là cái tại chỗ đang có ổ áp xe, ổ viêm hoặc là trên cái thăm dò nội soi trước mổ ta thấy có những cái nhiễm trùng đang hoạt động thì đây cũng là một cái chống chỉ định. Và cái thứ ba nữa là những cái tổn thương mất đoạn dự kiến trên 50% chiều dài của khí quản, thì đây là cái chúng tôi đưa ra cái chỉ định này, còn tất nhiên một số tác giả trên thế giới thì người ta vẫn làm, nhưng tuy nhiên là những cái trường hợp này thì cái phẫu thuật nó trở nên rất là phức tạp, đồng thời cái nguy cơ của thất bại cũng như là cái kết quả của phẫu thuật nó hoàn toàn không tốt, nên đối với chúng tôi những trường hợp tổn thương mất đoạn dự kiến trên 50% chiều dài khí quản thì đối với chúng tôi đây là chống chỉ định. Và các cái thăm dò trước mổ thì cũng rất là quan trọng, nhất là đánh giá nội soi thanh khí quản để đánh giá tình trạng dây thanh hạ thanh môn, đánh giá vị trí sẹo hẹp và đặc biệt là phải xác định cái tình trạng nhiễm trùng khí quản kết hợp, như chúng tôi sẽ trao đổi trong phần bàn luận. Cái xác định nhiễm trùng khí quản thì chỉ có soi thanh khí quản mới có thể chẩn đoán được, và một cái nữa mục tiêu là để lấy mẫu để cấy khuẩn và kháng sinh đồ. Cái X quang thường thì trước đây thì rất là quan trọng, nhưng hiện tại thì cái vai trò của cái CT đa dãy dựng hình nó là một cái đóng vai trò quyết định hơn để đánh giá cái vị trí mức độ chiều dài chỗ hẹp, nhất là đối với những trường hợp hẹp khí quản đa tầng, và cái tiên lượng vị trí cũng như là độ dài đoạn khí quản cắt và điều chiều dài khí quản còn lại và đánh giá tình trạng nhu mô phổi. Cho nên đối với chúng tôi hai cái chẩn đoán, hai cái thăm dò trước mổ là cái nội soi thanh khí quản và cái chụp cắt lớp vi tính đa dãy là hai cái thăm dò mà bắt buộc và hết sức quan trọng. Còn ngoài ra thì cái thăm dò chức năng hô hấp thì ở trên thực tế chúng ta rất là khó làm, bởi vì bản thân đây là một cái thăm dò rất sâu, nhưng mà trên những cái bệnh nhân mà đang khó thở suy hấp, một khi trên thực tế là chúng ta thấy là đây là một cái yêu cầu là tương đối là lý thuyết. Rồi về cái đường mổ thì nó phụ thuộc vào vị trí hẹp, cái này thì nó là vấn đề thần kinh kỹ thuật thôi, thì các cái đường mổ thì nó có thể là đường mổ cổ, thì đối với chúng tôi thì chúng tôi các cái tác giả thế giới thì nói là khoảng độ từ 69 đến 76%. Đối với chúng tôi, tôi áp dụng phần lớn là có thể áp dụng cái đường mổ này. Cái đường mổ thứ hai là đường mổ cổ trung thất, tức là có thể cắt bán phần xương ức để xử lý những cái tổn thương ở đoạn đầu khí quản tới bờ dưới qua động mạch chủ, và cái đường mở sau bên bên phải thì chiếm cái tỷ lệ từ 1 đến 1,6% thì để xử lý những cái tổn thương thấp ở sát carina. Đây là các cái kỹ thuật mà phục hồi khí quản tận tận. Thì nó có các cái kỹ thuật khâu nối như là khâu nối khí quản với khí quản. Đây là tổn thương khâu nối khí quản với khí quản. Thì cái này nó đường khâu này nó có thể là ở khí quản cao, khí quản thấp, thậm chí trên carina. Thì tất cả nối, nếu mà nối hai vòng xuồng khí quản với nhau thì chúng tôi xếp vào một loại.
Thế còn cái đây là nối cái khí quản sụn nhẫn, tức là cái nối khí quản với sụn nhẫn với những cái tổn thương cao, rất là cao, tổn thương hạ thành môn. Và ngoài ra thì cái kỹ thuật phục hồi tổn thương hạ thành môn thì là một cái kỹ thuật mà tương đối khó, tức là cái cắt chúng tôi có thể cắt cái thành trước của sụn nhẫn và cắt màng nhẫn giáp để mà nhưng mà phải giữ lại cái thành sau, cái phía sau của sụn nhẫn để bảo vệ cái chỗ đổ vào của hai cái dây thần kinh được. Và chúng tôi sẽ nối cái khí quản với sụn giáp hoặc là màng nhẫn giáp và cắt theo cái hình bát bát như thế này để bảo tồn cái thành sau của sụn nhẫn và dây thần kinh quạt được. Chúng tôi nói qua một chút về cái tình hình phẫu thuật sẹo hẹp khí quản tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chúng tôi lấy các số liệu từ trong 4 năm, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2020, thì gồm có 39 bệnh nhân, tuổi trung bình là 35,5 tuổi và lớn nhất là 17 tuổi và nhỏ nhất là 17 tuổi và lớn nhất là 72 tuổi. Thì các cái tổn thương chủ yếu là do tổn thương, cơ chế của tổn thương là do cớp là phần lớn, còn một số trường hợp là 7 trường hợp là tổn thương hạ thành môn và 6 trường hợp là tổn thương của lỗ mở khí quản. Tổn thương đoạn cổ là chiếm 29 trường hợp và có cái tổn thương ở trên carina là 1 trường hợp. Và trong số các bệnh nhân chúng tôi thì còn 18 bệnh nhân là còn mở khí quản lúc mổ. Lúc mổ thì những cái trường hợp này là bao gồm những cái trường hợp mà hẹp sau đặt nội khí quản thì bệnh nhân đã được xử lý trước là bằng cái mở khí quản trước khi đến với chúng tôi, và có một số trường hợp là sau mở khí quản bệnh nhân hẹp hẹp lại thì mở lại cái khí quản trên trường hợp mà sẹo hẹp sau mở khí quản có 6 trường hợp. Đây là cái kỹ thuật thông khí khi mổ, đây là cái trường hợp mà bệnh nhân hẹp mà sẹo hẹp khí quản, còn đây là trường hợp mà bệnh nhân nó đang được mở khí quản. Chúng tôi rút cái canin ra và chúng tôi đặt cái ống ở đây. Đây là cái kỹ thuật thông khí của chúng tôi. Thì đây là cái kỹ thuật thông khí nội khí quản qua ống nội khí quản trong trường mổ được áp dụng phần lớn trường hợp là 17 trên 39 trường hợp. Còn cái khoảng độ 12 bệnh nhân gần đây nhất chúng tôi áp dụng cái kỹ thuật là thông khí oxy dòng cao, tức là cái high flow oxygenation, dùng cái chính cái ống nội khí quản rút lên trên và cho cái thông khí với cái lưu lượng là 40 lít một phút để thông khí khi mà chúng tôi thao tác trên cái miệng nối này thì làm cho cái miệng nối hoàn toàn là được thông thoáng và can thiệp nó rất là dễ. Ngoài ra thì có 10 trường hợp là chúng tôi làm bằng cái kỹ thuật là jet ventilation, tức là cái thông khí dạng tia với một cái ống rất là nhỏ trong lòng. Đây cũng là cái kỹ thuật mà chúng tôi thường sử dụng. Đây là cái đường mổ, là đường mổ cổ. Và chúng tôi áp dụng phần lớn 31 trên 39 trường hợp. Thì đây là một cái đường mổ tương đối khoảng độ 10 cm trên cái khoảng độ 2 cm trên cái hõm ức. Và chúng tôi hoàn toàn có thể tiếp cận được tất cả những tổn thương của cổ và vùng trung thất trên. Với những cái tổn thương mà cái tổn thương khí quản ngực tới bờ dưới quai động mạch chủ, chúng tôi kết hợp thêm một cái đường bộ cán xương ức nữa, tôi xẻ cái đường rạch ra và bộ đường cán xương ức để tiếp cận vào. Đây chúng ta thấy đây là cái thân tĩnh mạch cánh tay đầu và đây là cái thân động mạch cánh tay đầu, cái vị trí hẹp nó thấp ở dưới này, hoàn toàn có thể tiếp cận được. Và đây là một cái trường hợp mà hẹp sát carina, chúng tôi mở ngực vào và thông khí qua vào vào đường ngực phải và thông khí chọn lọc vào cái phế quản gốc bên trái và chúng tôi tiến hành nối. Thì về chi tiết ấy, thì có 25 trường hợp là nối khí quản với khí quản, trong đó có cái đoạn cổ là 15 trường hợp và trên carina 1 trường hợp, cổ trung thất 6 trường hợp, nối khí quản sụn nhẫn là 7 trường hợp và nối cắt cung trước sụn nhẫn và nối khí quản sụn nhẫn giáp là 7 trường hợp. Đây là cái hình ảnh mà cái cắt ra, đây là cái trường hợp mà cắt ở cái tổn thương hẹp lỗ mở khí quản. Và đây là cái trường hợp mà cắt khí quản sụn nhẫn với tổn thương hẹp hạ thanh môn. Đây mọi người thấy là cái đường cắt chúng tôi là cắt cái phía trước nó vát này, đây là thành, đây là để giữ lại cái thành sau ở đây, cái thành trước chúng tôi cắt lên đến sụn nhẫn. Cái tổn thương này chúng tôi cắt dài khoảng 4 cm và tất cả những trường hợp bệnh nhân của chúng tôi thì đều được tỉnh mê và rút nội khí quản tại bàn
để hỗ trợ cho cái việc mà phục hồi bệnh nhân tốt hơn. Với một số tác giả khác thì có thể là lưu nội khí quản lâu hơn, cũng như là với chúng tôi thì những cái trường hợp mà cắt đoạn khí quản ngắn khoảng độ dưới 4 cm thì thường chúng tôi không không khâu cái mũi, khâu vào cằm bệnh nhân mà chỉ gối cao đầu bệnh nhân thôi, và tạo điều kiện cho bệnh nhân thấy dễ chịu và có thể phục hồi chức năng tập luyện ngay sau mổ. Về một số thông số kỹ cơ bản thì chúng tôi cái chiều dài đoạn khí quản cắt bỏ trung bình của chúng tôi là 2,7 cm, tức là từ 1,5 cho đến 4 cm. Cái số bệnh nhân cắt khí quản dưới 3 cm là chiếm đến gần 72%, và trên 92% là chúng tôi là cắt đoạn khí quản dưới 4 cm. Với những trường hợp mà khí quản mà trên 4 cm thì chúng tôi dùng các kỹ thuật di động, hỗ trợ di động khí quản, là cái kỹ thuật mà hạ thanh môn hoặc là cắt dây chằng tam giác giải phóng rốn phổi. Về một số các cái kết quả cơ bản chúng tôi thì thứ nhất là 38 trên 39 trường hợp chúng tôi là tỉnh mê và rút nội khí quản tại bàn, trừ một trường hợp bệnh nhân đi đường ngược sau bên thì bệnh nhân được rút nội khí quản tại hồi sức vào sáng ngày hôm sau. Chúng tôi có một trường hợp tử vong sau mổ ngày thứ 7 do biến chứng chảy máu thân cánh tay đầu, bệnh nhân chảy máu ngày thứ 4. Tái hẹp sau mổ chúng tôi có 3 trường hợp chiếm 7,7%, có kết quả tốt là 36 bệnh nhân trên 39 trường hợp chiếm 92,3%, và các bệnh nhân thì đều được phục hồi hô hấp bình thường, sinh hoạt ăn uống bình thường ngay sau mổ, và về mặt thể lực bệnh nhân hoàn toàn có thể ra viện sau 4 đến 5 ngày. Tuy nhiên là bệnh nhân chúng tôi thường là ra viện sau khoảng độ 7 ngày, bởi vì chúng tôi đều cho soi thanh quản và chụp cái MSCT cây khí phế quản trước khi ra viện, nên thường trung bình là bệnh nhân ra viện chúng tôi là khoảng độ 7 ngày, có những bệnh nhân là trên 7 ngày. Tuy nhiên là sức khỏe của bệnh nhân là còn tốt. Tôi muốn nói rằng như vậy là để nói lên được rằng là cái phẫu thuật này là một cái phẫu thuật hết sức là nhẹ nhàng, diễn biến hết sức là thuận lợi đối với bệnh nhân. Về tính an toàn thì chúng tôi về tỷ lệ tử vong chu phẫu chúng tôi là có 2,6 trường hợp, và không có trường hợp nào bị nhiễm trùng và không có trường hợp nào bị tổn thương dây hồi quy mới sau mổ. Về tính hiệu quả thì với cái kết quả chung trên tất cả các tổn thương thì cái kết quả tốt chúng tôi đạt được là 92,3 trường hợp, nghĩa là gì, bệnh nhân phục hồi hô hấp hoàn toàn sau mổ, chất lượng cuộc sống hoàn toàn tốt, và sau 12 tháng thì bệnh nhân hoàn toàn là tốt, và có thể nói là chúng ta nói rằng là thế còn sau 12 tháng thì thế nào. Thường bệnh nhân sau 12 tháng của chúng ta, nếu mà bệnh nhân người ta không quay lại thì có nghĩa là ổn, tại vì là bệnh nhân của Việt Nam chúng ta ấy, thì nếu mà họ có vấn đề thì chắc chắn là họ sẽ quay lại với thầy thuốc chúng ta. Với những trường hợp tổn thương hẹp hạ thanh môn thì chúng tôi có 2 trường hợp hẹp tái phát, có nghĩa là kết quả tốt chúng tôi là chiếm là được 71,4%. Về chúng tôi phân tích về cái tính hiệu quả, trong đó thì nó có cái tỷ lệ tái hẹp khí quản và khó thở lại sau mổ, tôi gặp 3 trường hợp ở 97,7%. Thì một bệnh nhân khó thở ngày thứ 2 sau mổ thì trường hợp này là một trường hợp mà có nhuyễn sụn, nhuyễn khí quản kết hợp mà chúng tôi không phát hiện được trước mổ. Người bệnh nhân này là bệnh nhân vào cấp cứu, cái bệnh nhân này là mổ vào hôm 3 Tết. Đấy, thì vào cấp cứu không phát hiện được trước mổ, không có điều kiện để làm nội soi đường thở trước mổ, nên là sau đó thì bệnh nhân rút nội khí quản thì đến ngày thứ 2 bệnh nhân khó thở lại, chúng tôi cho soi lại phát hiện là nhuyễn khí quản kết hợp, thì chúng tôi dự kiến can thiệp đặt tê tuyếp, thì đến ngày thứ 4 thì bệnh nhân có biến chứng chảy máu thân cánh tay đầu, thì chúng tôi đã tiến hành cấp cứu tái tạo lại cái thân cánh tay đầu, nhưng sau đó thì bệnh nhân mất não và tử vong. Và 2 trường hợp bệnh nhân tái hẹp khó thở trong vòng 2 tháng đầu thì đều thuộc là nhóm bệnh nhân hẹp hạ thanh môn, thì một bệnh nhân nữ là 16 tuổi hẹp hạ thanh môn và đoạn đầu khí quản rất là dài, chúng tôi tiến hành nối khí quản sụn giáp, và bệnh nhân bị tái hẹp sớm sau mổ 4 tuần, chúng tôi mổ lại và sau đó lại thất bại, thì chuyển bệnh viện phổi trung ương và đốt laser và đặt stent khí quản.
nhận sau hơn 12 tháng thì bệnh nhân ổn định. Bệnh nhân thứ hai là một bệnh nhân nam 43 tuổi, cũng hẹp khít toàn bộ chu vi của hạ thanh môn, rất là sát dây thanh. Chúng tôi đã cắt khí quản sụn nhẫn mở rộng buồng thanh âm, nhưng mà sau mổ thì bệnh nhân tái hẹp ngay dưới dây thanh. Chúng tôi soi lại không có khả năng can thiệp như là mổ lại, và đã tiến hành mở khí quản tĩnh miễn cho bệnh nhân. Đây là hai cái trường hợp mà tôi đánh giá là thất bại của phẫu thuật. Cái phẫu thuật chèo hẹp khí quản thì nghiên cứu của Grillo, Hermes Grillo là một cái tác giả lớn, cũng như là đây là một cái nghiên cứu hết sức kinh điển, có thể coi là một cái nghiên cứu có tính chất tham chiếu cho tất cả những cái kỹ thuật điều trị chèo hẹp khí quản. Thì ông nghiên cứu trên 503 bệnh nhân, lưu ý của cái nhóm này đó là gì? Cái 82,3% là đoạn cắt dưới 4 cm, chiều dài đoạn cắt trung bình của ông là 3,3 cm, và cái kết quả tốt và chấp nhận được của ông ấy là 93,7%, và tỷ lệ tử vong là 2,4%. Có nghĩa là gì? Cái tính khả thi, tính an toàn cũng như là tính hiệu quả của cái phẫu thuật tạo hình tái tạo khí quản với cái tổn thương chèo hẹp khí quản là đã được chứng minh rất tốt. Và đối với chúng tôi, kết quả của nhóm chúng tôi đó là chiều dài đoạn cắt khí quản trung bình tôi là 2,7 cm, và trong đó có trên có 92% là đoạn cắt là bốn nhỏ hơn 4 cm. Và kết quả tôi kết quả tốt là 92,3%, và kết quả tỷ lệ tử vong là 2,6%, nghĩa là cũng tương đương với cái nghiên cứu của tác giả Quilo. Về bàn luận thì cái kết quả của phẫu thuật của tác giả Quilo thì cho thấy là cái kết quả của lần phẫu thuật đầu tiên thì cái kết quả tốt, gọi là rất tốt và thỏa mãn, thì là chiếm là trên 90%. Tuy nhiên là cái kết quả mà tốt ấy, so với cái kết quả mà của lần đầu và lần mổ lại thì là nó cao hơn phải đáng kể. Nếu như ngay lần đầu cái kết quả gọi là kết quả hoàn hảo là khoảng 85%, thì với cái mổ lại lần thứ hai nó chỉ khoảng độ 72% thôi. Tuy nhiên là cái kết quả nếu mà tính tổng, cái kết quả của rất tốt và thỏa mãn tốt, thì cái kết quả mổ lần thứ hai cũng là tương đối tốt. Với cái vị trí, đánh giá về cái vị trí của tổn thương sẹo hẹp với cái kết quả thì đối với các tác giả Vilo cũng như là một cái tác giả lớn khác là Philip Dachterven, thì các tác giả này đều cho thấy là cái kết quả của cái hẹp hạ thanh môn mà phải nối cái khí quản với sụn giáp thì kết quả nó sẽ thấp hơn so với cái kết quả nối khí quản một chút. Đối với chúng tôi thì kết quả của chúng tôi, cái lô của chúng tôi còn ít, cho nên và kinh nghiệm của tôi cũng còn ít, cho nên là cái kết quả của cái nối với những tổn thương hạ thanh môn của chúng tôi là hiện tại là tương đối thấp so với cái phẫu thuật mà tổn thương ở khí quản. Tuy nhiên là cái kết quả của chúng tôi cũng là tương đối khả quan, là với kết quả thành công là trên 70%. Đây là cái đánh giá cái kết quả với những cái phẫu thuật của phẫu thuật khí quản mà với cái ảnh hưởng của các cái can thiệp trước. Thì ví dụ như với những cái tổn thương bệnh nhân đã được đặt tê tuyến hoặc là được điều trị bằng laser thì cái kết quả tương đối là khả quan. Nếu bệnh nhân đặt tê tuyến thì cái kết quả tốt của bệnh nhân là cũng đạt được 85%. Nhưng mà với những trường hợp mà bệnh nhân hoàn toàn chưa có can thiệp gì thì kết quả vẫn tốt hơn. Và với những bệnh nhân mà chưa được can thiệp gì thì kết quả giữa cái kết quả gọi là rất tốt và tốt thì nó khoảng độ 92%. Trong khi là cái nếu mà đã đặt tê tuyến rồi thì kết quả khoảng độ 85%. Và những trường hợp mà đã cắt nối rồi thì kết quả nó chỉ đạt 75%. 75% là rất tốt. Còn nếu mà cả hai cái tốt, rất tốt và tốt vừa thì nó khoảng độ 86%. Và đối với những bệnh nhân chưa được can thiệp gì
nó là 92%, có nghĩa là cái lần can thiệp đầu tiên, lần can thiệp phẫu thuật đầu tiên đối với bệnh nhân là rất quý và mang lại cái cơ hội rất cao cho bệnh nhân. Khi mà chúng tôi so sánh cái kết quả của điều trị phẫu thuật với cái điều trị can thiệp thì chúng tôi tham khảo một cái nghiên cứu rất lớn của trung tâm Samsung, là cái nơi mà làm về can thiệp nhiều, cái series can thiệp nhiều nhất, thì họ so sánh cái tổn thương, cái kết quả của cái điều trị tổn thương hạ thanh môn và cái tổn thương khí quản, thì cho thấy rằng là gì, cái kết quả hoàn hảo, có nghĩa là gì, bệnh nhân ổn định và được rút stent là chiếm 22 trên 59 trường hợp, tức là bệnh nhân ổn định và rút 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 ống là chiếm 22 trên 59 trường hợp. Trong khi với cái tổn thương khí quản, ở đoạn dưới thì tỷ lệ thành công nó chỉ là 10 trên 40 thôi. Sở dĩ là với cái tổn thương hạ thanh môn thì kết quả tốt hơn như thế này thì bởi vì như chúng tôi đã phân tích ngay từ đầu thì cái cơ chế của cái tổn thương hạ thanh môn thường là cái tổn thương nó không xuyên thành. Đấy, tổn thương nó không xuyên thành và nó không phải hết toàn bộ chu vi, cho nên là cái khi mà chúng ta nong và chúng tôi đặt thì nó không bị cái tổn thương mà nó co kéo cả bên ngoài nữa. Cho nên là cái tỷ lệ thành công nó cao hơn đối với những cái trường hợp mà hẹp ở đoạn dưới khí quản. Thì cái tác giả kết luận là gì, cái tỷ lệ mà rút thành công cái pote lớn hơn ở trên những bệnh nhân ở nhóm hẹp hạ thanh môn hoặc là hẹp do lỗ mở khí quản, hơn là những trường hợp mà bệnh nhân bị tổn thương do bóng chèn hoặc là tổn thương do cái đầu của ống canulin. Đấy, thì tuy nhiên là cả hai cái tỷ lệ này thì chúng tôi thấy là cái tỷ lệ thành công nó đều thấp hơn, tức là những cái trường hợp mà kết quả gọi là mỹ mãn, tức là có nghĩa là gì, bệnh nhân hoàn toàn không được rút thành công cái pote thì nó thấp hơn so với cái tỷ lệ của phẫu thuật. Tuy nhiên nếu chúng ta tính đến cái tỷ lệ là gì, bệnh nhân mà không rút cái, cộng thêm cả những cái tỷ lệ mà bệnh nhân không rút stent, tức là bệnh nhân vẫn lưu lại stent, thì cái tỷ lệ thành công của cái phương pháp điều trị can thiệp cũng rất cao, tuy nhiên là bệnh nhân vẫn phải giữ lại cái stent. Thì những trường hợp này tôi nghĩ là nó rất phù hợp với những cái trường hợp mà chống chỉ định của phẫu thuật. Thì đây là cái kết quả chung của chúng tôi, nó cũng tương tự như cái kết quả mà chúng tôi đã bàn luận ở trong cái slide trước, nghĩa là về cái kết quả chung thì là về phẫu thuật thì 9 trên 92% là bệnh nhân cho kết quả tốt. Với những cái tổn thương hẹp hạ thanh môn thì chúng tôi tỷ lệ thành công là 71,4%, là do kinh nghiệm chúng tôi còn ít. Tuy nhiên phải khẳng định rằng đây là một tổn thương phức tạp và cần có hiểu biết sâu sắc. Và chúng tôi thấy rằng là với những cái sẹo hẹp dưới 4 cm, có nghĩa là những sẹo hẹp mà nguy cơ phẫu thuật nó rất thấp ấy, thì cái vị trí sẹo hẹp dưới thanh môn là yếu tố tiên lượng cho khả năng tái hẹp sau mổ. Vậy thì sau cái bài phát biểu này thì tôi muốn đưa ra cái kết luận, cái khuyến cáo, gọi là những cái thông điệp mang về là gì. Thứ nhất là tổn thương sẹo hẹp khí quản thì đa số có độ dài dưới 3 cm, và những cái tổn thương này thì đến 80 đến 90% là yêu cầu cái đoạn cắt khí quản là dưới 4 cm. Thì những cái tổn thương này thì phẫu thuật có thể điều trị được dứt điểm, chỉ với một lần điều trị có thể trả lại cái chất lượng sống cho bệnh nhân, tỷ lệ tử vong và biến chứng rất thấp. Cho nên những trường hợp này nếu như bệnh nhân không có chống chỉ định phẫu thuật thì chỉ định phẫu thuật cần được ưu tiên. Thứ hai, một cái thông điệp thứ hai đó là gì, cần tuyệt đối tuân thủ các chống chỉ định phẫu thuật. Đó là gì, các cái trường hợp mà bệnh nhân không có khả năng phối hợp sau mổ, những bệnh nhân có nguy cơ hoặc là đang phải thông khí nhân tạo kéo dài, những trường hợp mà có nhiễm trùng hoạt động, và những trường hợp mà tổn thương dài trên 50%,
cái đoạn cắt dài trên 50% chiều dài khí quản. Thì những cái trường hợp này thì điều trị can thiệp là một giải pháp tốt. Đối với những trường hợp tổn thương phức tạp dài trên 4 cm mà cần có sự trao đổi thì cần có sự trao đổi hội chẩn đa chuyên khoa để đưa ra phương án điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Xin chân thành cảm ơn.